Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Cố vấn Pháp lý Official, kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người. Thì trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu việc thi bằng lái xe, ô tô, xe máy từ ngày 1 tháng 6 năm 2024 sắp tới cần những loại giấy tờ gì. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì hãy để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Thông tư số 05 năm 2024 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái xe sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2024. Trước đây theo quy định tại điều 9 thông tư số 12 năm 2017 của Bộ Giao thông Vận tải thì hồ sơ hợp lái xe của người Việt Nam cần có bản sao chứng minh nhân dân hẹt căn cước công dân, hệ hộ chiếu còn thời hạn sử dụng. Tuy nhiên, theo quy định mới sửa đổi bổ sung tại thông tư số 05, thì các giấy tờ trên đã được lược bỏ. Đồng thời, các mẫu đơn cũng có sự thay đổi cụ thể như sau: đối với người học lái xe lần đầu, thì lập một bộ hồ sơ để nộp trực tiếp tại cơ sở đào tạo. Hồ sơ sẽ bao gồm đơn đề nghị học xác hạch để cấp giấy phép lái xe theo mẫu mới tại phụ lục số 13 ban hành kèm theo thông tư số 05. Bản sao thể tạm trú, hoặc thể thường trú, hoặc chứng minh thư ngoại giao, hoặc chứng minh thư công vụ đối với người nước ngoài. Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định. Đối với người học lái xe nâng hạng thì lập một bộ hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ sở đào tạo và chụp ảnh trực tiếp lưu giữ trong cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe. Hồ sơ bao gồm đơn đề nghị học sát hạch để cấp giấy phép lái xe theo mẫu mới tại phụ lục số 13, ban hành kèm theo thông tư số 05. Bản sao thể tạm trú, hoặc thể thường trú, hoặc chứng minh thư ngoại giao, hoặc chứng minh thư công vụ đối với người nước ngoài. Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định. Bên cạnh đó, cần thêm bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc bằng cấp tương đương trở lên đối với trường hợp nâng hạng giấy phép lái xe lên các hạng B, hạng E và xuất trình bản chính khi kiểm tra hồ sơ dự sát hạch. Bản khai thời gian hành nghề và số km lái xe an toàn theo mẫu mới tại phụ lục số 14 ban hành kèm theo thông tư số 05. Người dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt. học lái xe mô tô hạng A1, hạng A4 lập một bộ hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ sở đào tạo. Hồ sơ chỉ cần có giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo theo quy định. Theo quy định trước đây, thì hồ sơ giữ sát hạch lái xe sẽ gửi trực tiếp tại cục đường bộ Việt Nam hoặc sở giao thông vận tải. Tuy nhiên, theo quy định mới tại thông tư số 05, thì hồ sơ sát hạch lái xe sẽ chỉ gửi đến sở giao thông vận tải và có thể gửi qua đường bưu chính hoặc là văn bản điện tử. Cụ thể, đối với người dự sát hạch lái xe lần đầu, cơ sở đào tạo lái xe lập một bộ hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức trực tiếp, bưu chính, văn bản điện tử, đồng thời truyền dữ liệu qua hệ thống thông tin giấy phép lái xe đến Sở Giao thông Vận tải. Đối với người dự sát hạch nâng hạng giấy phép lái xe lên hạng B1, hạng B2, hạng C, hạng D, hạng E và các hạng F thì cơ sở đào tạo lái xe lập một bộ hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau đây: trực tiếp, bưu chính, văn bản điện tử, đồng thời truyền dữ liệu qua hệ thống thông tin giấy phép lái xe đến sở giao thông vận tải. Đối với người dự sát hạch lái xe do giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng theo quy định, thì người lái xe lập một bộ hồ sơ gửi trực tiếp tại sở giao thông vận tải. Đối với người dự sát hạch lại do giấy phép lái xe bị mất, thì người lái xe lập một bộ hồ sơ gửi trực tiếp tại sở giao thông vận tải. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong về việc thi bằng lái xe ô tô, xe máy từ ngày 1 tháng 6 năm 2024 tới đây cần phải có những loại giấy tờ gì. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì hãy để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và nếu như mà mọi người có những thắc mắc liên quan tới vấn đề này hay những vấn đề pháp lý khác thì có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp với kênh nhé.